được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh, giới vô tịnh hảo được chia làm hai, tâm vô nhân và tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm hai là tâm tham, tâm sân, được chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si. Dạ, kính cảm ơn quý vị và Nguyên Thông trao nghe lời cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, xa thú bàn tay của quý vị. Nhưng mà bây giờ Pháp Sư đã vô rồi, xin hẹn lại ngày mai mình chi tiếp ha quý vị. Dạ, con xin một lần nữa kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con xin kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông và Nguyên Như một lần nữa xin kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ Pháp Sư đã vào lớp, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa Phagato arahato samma sambuddhassa. Brahma jaloka tipati sahambati katang jali an thi wa rang aya jatha santi tha santam para jang kajati ka de se tu tham mang anu cầm bi măng ba chăng san tham ma phê rin quy nhà dân cha ca dân ba su tan cha ban thân a phi tham ma chăm măng a cô ta dân tu cha tu san cha đan đăng ba bồ tha nầy dê pa ri sa ya man chê ê quang sa ham ba ti brahma Phá gà quan tăng a ya cha tha tuân hi phà quê na tăng bu thô ca ruốn nhê na thi hoa sa ya tân ha vu tha ya ba đê na mi ga da yang ta to ga to ban cha wa ya da yo nei ye a mang ba ye thi sam ma to ta to ba phu ti sam bu tho a nu na tham ma de sa nang ma kha wa sa ni de se si sát ta năng an tha sinh tha cầm tê na sa tu a yo phân tê đề sê tu thâm ma đề sa năng sâm ba di tha ba ri sa ya anu cầm bâm bi ca ta quê. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính xin thỉnh Sư Pháp Thanh thay mặt chư tăng để truyền cho chúng con bài học pháp của ngày hôm nay. Dạ, trước khi Nguyên Trang đọc chánh kinh, con xin kính thỉnh Sư Pháp Thanh cầm mic để thử mic ạ. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.
Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý Phật tử trong này. Cũng may mắn sao mà chạy vô chạy ra hồi rồi nó cũng vô được, chứ hồi nãy kêu vô mà rồi không nghe gì hết, mà rồi chat lên thì chat thì mình thấy thôi chứ không ai thấy. Thôi quý vị cũng quan hỷ thông cảm. Bây giờ xin mời cô Như Hồng Nguyên Trang đọc dùm phần bài Chánh Kinh, bài thứ 40. Vì cái bài 39 là nó cũng có nữa. Thành ra bây giờ mình học qua bài 40 luôn. Mời cái cô quan hỷ đọc phần Chánh Kinh. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và sau đây con xin đọc phần Chánh Kinh phẩm 4 đại phẩm, bài số 40, chuyện cây mía. Trong khi Đức Thế Tôn đang trú tại quê Lú Quá Ná, Trúc Lâm, một người đang chở mía cầm một khúc mía vừa đi vừa ăn. Các phần kệ này kể lại câu chuyện trên. Một hôm, tôn giả Maha Mắc Ca Lá Ná, một kiền liên, đang đi khất thực vào vương xá, gặp một ngạ quỷ, thưa trình như sau. Một rừng mía lớn hiện hình, bát ngát mùi phong phú tốt lành, song nó không cho tôi chút ít. Kính thưa tôn giả đại uy danh, nghiệp gì gây quả này như vậy? Tôn giả cho tôi biết sự tình. Tôi đang thống khổ bị hành thân. Tôi cố gắng tìm chút để ăn. Tôi phấn đấu hoài bên nhóm mía. Sắp tàn hơi thở chết gần kề. Tôi than khóc tấm thân đầy đọa. Cho nghiệp gì đem quả ấy chăng? Thất bại tôi nhào xuống đất ngay. Lăn tròn trong lửa đốt thiêu này, như con cá nọ tôi than khóc, nước mắt nhỏ ra cả mặt mày. Tôn giả dài cho biết rõ, nghiệp gì đem kết quả như vậy? Tôi đói khát và kiệt sức tàn, kinh hoàng tôi chẳng biết bi quan. Chúc ngài hưởng phước, tôi xin hỏi, làm thế nào tôi được mía ăn? Tôn giả Móc Ca La Ná, khi làm người ở một thời xưa, ngươi đã tạo nên một nghiệp tà. Ta nói cho ngươi nghe việc ấy. Khi nghe ngươi biết chuyện vừa qua, ngươi bước trên đường lấy mía ăn. Một tỳ kheo đến tự sau lưng, bảo ngươi rằng muốn thôi chút. Ngươi chẳng đáp lời, chẳng hé răng. Cho dẫu ngươi không muốn nói năng, người kia vẫn nói giọng xin vang. Cho tôi khúc mía, thưa ông chủ, sau đó ngươi cho một ít phần. Từ phía sau lưng và kết quả, nghiệp kia ngươi đã lãnh vào thân. Nhìn đây cầm mía ở sau mình, hãy lấy mía ăn thật thỏa tình. Do chính việc này ngươi sẽ được hân hoan thích thú, hưởng ân lành. Nói đi cầm mía tự sau mình, khi đã cầm ăn thật thỏa tình, do chính cách này nên nó được hân hoan thích thú, hưởng ân lành. Ngạ quỷ ấy bèn cầm một bó mía cúng dường vị trưởng lão, và vị này đem dâng Đức Phật ở Trúc Lâm. Đức Thế Tôn cùng hỏi chúng tỳ kheo dùng mía ấy, rồi nói với lời tùy hỷ, công đức. Từ đó về sau, ngạ quỷ ấy có thể ăn mía thỏa thích. Theo thời gian, ngạ quỷ được tái sanh giữa hội chúng cõi trời 33. Dạ kính thưa sư, dạ con đã đọc xong phần Chánh Kinh. Dạ sau đây con kính cung thỉnh bàn tay của sư Pháp Thanh Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mít ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Sư xin nhắc lại cái tích chuyện để quý vị có thể hiểu rõ hơn ha. Thì một anh thanh niên chủ một cái vườn mía, anh này anh giác nguyên một cái bó mía đi, nhưng mà có một cái vị tỳ kheo, vị này chắc đang đi trên đường rồi khát nước, thấy cái anh này có nguyên một cái bó mía này nè, mà vị này đang khát nước quá mà đến xin ảnh, nhưng mà vì cái tâm mà bỏng sẻn và ngã mạn, cho nên là nhiều lần cái vị này lên tiếng xin mà anh này ảnh không thèm dòm ngó gì hết. Cho đến lúc mà cái vị mà tỳ kheo mà gian nài quá đó, thì anh ta mới ném một cái khúc mía, ném một khúc mía ra sau phía sau, giống như là quăng bỏ vậy đó. Nhưng mà vì khát nước quá, cái vị tỳ kheo này cũng phải nhặt cái khúc mía đó lên để mà dùng cho đỡ khát. Thì do cái ác nghiệp là cái tâm bỏng sẻn, mặc dù mình không phải là không có rất là nhiều, nhưng mà không muốn cho, không thích cho, rồi đến lúc mà cho đó thì sao, cho với cái tâm mà khinh bỉ, cho nên vì sau kiếp sống đó thì cái người mà chủ vườn mía đó tái sanh làm ngạ quỷ ở trong cái vườn mía của mình, với cái tâm bỏng sẻn chấp thủ mà, cho nên là làm ngạ quỷ trong cái vườn mía, mà mỗi lần mà cái con ngạ quỷ mà nó khát nước quá đó, là nó muốn ăn mía, thì khi mà anh Lợi nó cầm cái mía lên là nó bị cái mía đập vô đầu, đập mà tới ngã lăn ra, nó khổ sở rất là nhiều, đói khát mà cái mía ngay trước mặt mà ăn được. Cho nên một hôm đó là ngày Mục Kiền Liên, ngày đi ngang qua thì gặp cái con ngạ quỷ này, và nó đã khóc lóc trình bày lên cái sự khổ đau của nó. Thì ngài mới biết được cái nhân, cái nhân là do cái tâm bỏng sẻn, rồi cũng có bố thí, cũng có cúng dường, nhưng mà cúng dường với cái tâm mà khinh miệt, chứ không phải cúng dường với cái sự mà tôn trọng, cho nên từ đó mà nó phải nhận lấy cái khổ đau. Cho nên ngài mới chỉ cách cho nó, bây giờ á là ngươi mà muốn lấy được cây mía đó thì phải xây cái lưng trở lại, lấy ở đằng sau thì ngươi được, không có bị cây mía đó nó đánh đập đó. Thành ra khi mà nó làm như vậy thì nó ăn được cây mía, nó mới hiểu biết được cái với cái trí tuệ của cái người xuất gia. Từ đó mà nó có cái tâm cung kính, và sau đó thì nó cúng dường đến ngày Mục Kiền Liên, rồi ngài mới đem cái mía mà cái ngạ quỷ cúng dường đó đem về dâng cho Đức Thế Tôn và đến chư tỳ khưu tăng. Cho nên là nhờ cái phước báo đó, khi Đức Phật và chư tăng thọ dụng những cái khúc mía này rồi phút chúc, thì cái ngạ quỷ này đó sau kiếp sống đó thì nó tái sanh lên làm chư thiên. Thì đó là cái nội dung, cái tích chuyện nó là như vậy, để quý vị nắm một cách rõ ràng hơn. Chứ trong phần chánh kinh nhiều khi nó cũng có hơi những cái đoạn hơi lòng vòng, làm quý vị có nắm bắt được cái ý nghĩa rõ ràng. Thì
Quý vị biết rằng hả, mà những cái người mà cái tâm mà bướng sản thì thường thường hay sanh làm ngạ quỷ. Là đã trong cái kiện ngạ quỷ sự này thì quý vị thấy là nhiều những cái tích chuyện rồi. Thì bây giờ chúng ta hiểu là tại sao có những cái lời phúc chúc ở trong các bài kinh Đức Phật nói về cái sự dân cúng. Thì trong một cái bài kinh mà kệ tụng về cái sự hoan hỷ do những cái vật mà thí chủ cúng dường, thì trong kinh thì Đức Phật có nói là cái người cư sĩ nên dâng những cái vật dụng cần thiết đến chư tăng, như là cơm, nước, y phục, xe thuyền, tràng bông, vật thơm, vật hoa, thất, chỗ ngủ, đèn đuốc. Người thí vật thực gọi là cho sức lực, người thí phục gọi là cho sắc đẹp, người thí xe thuyền gọi là cho sự an vui, người thí đèn đuốc gọi là cho mắt sáng. Thành ra đó là những cái vật thực, những cái vật dụng này đó là nó cần thiết ở trong đời sống, mà nhất là cái đời sống của cái vị tỳ kheo xuất gia, thì những cái món này là nó rất là quan trọng. Ví dụ như là hàng ngày là chư tăng đi tùy bình thực thực thì nhận gì? Nhận cơm, nước. Thì những cái sứ quốc giáo, nhất là cái thời gian mà sư ở bên Thái Lan đó, thì mỗi sáng mà đi bát đó, đi bát vô đi quanh những cái phố ở quanh những cái chùa đó, người ta để rất là đầy đủ. Ta để cơm nè, ta xớt cơm vô trong bát, rồi những cái thức ăn á thì người ta để trong những cái hộp hay là hoặc những cái túi ni lông, là đặt bát vô cho chư tăng. Rồi sao ta dâng một chai nước, rồi có khi có những gia đình thì người ta dâng một hộp sữa. Quý vị biết bây giờ nó làm cái hộp sữa giấy đó, dâng một hộp hoặc hai hộp sữa giấy nữa đó. Ra đó người ta làm rất rất là đầy đủ, và cái một vị nhận cái đó thì có thể là sống được một ngày. Phần cơm về đi bát về cái ăn phần rồi để là đó, và tới 11 giờ trưa đem ra ăn phần nữa, rồi cả cơm nước, rồi là buổi chiều thì có cái có hộp sữa để mà dùng buổi chiều. Thì khi mà người ta dâng cúng như vậy là cái sự sống nó rất là đầy đủ. Còn thí dụ như ở những cái mà bên Việt Nam đi bát thì thường thường người ta không có biết, để nó không có đủ. Thí dụ như ta để bánh trái để gì đó thôi. Cho nên là rồi một điều quan trọng nữa là không phải là người ta dâng cái vật chất không, mà người ta có cái sự tín tâm, cái sự cúng dường với cái cách là rất là trân trọng. Sau khi mà người ta để bát rồi đó, quỳ người ta đảnh lễ dưới chân cái vị tỳ khưu, mà không phải là chỉ cung kính các cái vị tỳ kheo không, những cái vị mà sa di trẻ đó, những vị sa di trẻ người ta cũng vẫn cung kính, vẫn đảnh lễ như thường. Đó, thành ra đó khi mà chúng ta dâng cúng với cái cách mà quý trọng, trang trọng, có sự cung kính, thì sao? Chúng ta được hai cái phước, cái phước về cái phước vật
về vật chất, là cái thứ hai là cái phước đức. À, thì cái phước vật á là sau này chúng ta sẽ có được cái vật chất là tài sản ở thế gian, à, hoặc là ở ở trong thiên giới. À, nhưng cái sự cung kính là cái phước thứ nhất, là chúng ta được mọi người quý trọng, chúng ta tái sanh đi đến những cái dòng tộc à, cao quý, à, được mọi người quý trọng, có địa vị ở trong xã hội. Rồi một cái điều mà khi mà quý vị mà đảnh lễ, thật sự ra khi mà quý vị có cái sự tôn kính đảnh lễ, cái vị tỳ kheo hay cái vị sa di đó không có được phước gì hết, mà chính quý vị được phước mà quý vị không biết. À, quý vị được phước là sau này người khác người ta tôn trọng, người ta cung kính rồi, mà khi mà quý vị mà đảnh lễ đó là quý vị dẹp bỏ được cái tâm mà cống cao ngã mạn. À, khi một con người mà có cái tâm mà cống cao ngã mạn, không bao giờ họ cung kính ai đâu. À, tại vì dưới mắt họ là không có ai mà xứng đáng, không có ai có thể mà để cho họ tôn trọng hết. À, cho nên á, Ngài Hòa Thượng Pháp Lạc hồi đó Ngài hay chỉ dạy, à, Ngài nói sư, khi mà mình đảnh lễ, mình tôn trọng, thì chính mình đó là cái người có phước đó, và mình diệt trừ được cái tâm cống cao ngã mạn. À, mình dẹp bỏ được cái tâm cống cao ngã mạn đó thì sao? Mình sẽ tránh được những cái quan trái nè. À, mình gần gũi được, à, học hỏi được, à, ở những cái bậc thiện trí thức. À, cho nên á khi mà quý vị mà dâng cúng những cái vật dụng vật chất, thì đương nhiên những cái tài sản nó sẽ phát sanh. À, nhưng mà nếu mà mình chỉ dâng cúng bằng vật chất thôi á, thì nó có một cái phước thôi. Còn nếu mà mình biết, à, mình đảnh lễ, tôn trọng, cung kính, thì á, mình được tới ba cái phước. À, cái phước, à, hai cái, một cái phước vật, mà hai cái phước đức. Phước đức thứ nhất đó là mình tái sanh lên đó là những người có địa vị, à, ai cũng tôn trọng. Và cái sau, cái điều quan trọng là chúng ta thực hành cái hạnh khiêm nhường, à, khiêm tốn. À, thì khi mà chúng ta thực hành cái hạnh khiêm nhường, khiêm tốn, à, thì chúng ta mới có lắng nghe, học hỏi, à, những cái điều ở người khác. À, chúng ta mới thấy được cái điều nào mình còn khiếm khuyết, cái điều nào mà người đó họ có cái nổi trội, à, tốt đẹp, mình học hỏi để gì? Để mình sửa đổi, bổ sung cái thiếu sót của mình. Từ đó là tự mình làm cho chính mình nó được hoàn thiện, thấy không? À, chính những cái vị mà khi mà vào room này để nghe Phật pháp vậy, à, quý vị có cái sự tôn kính, à, quý vị có cái tâm muốn tìm hiểu Phật pháp, à, quý vị có cái sự khiêm tốn muốn nghe cái lời dạy, à, từ chư tăng, quý vị mới vô đây. Còn nếu mà, à, nói trời, tôi là kỹ sư, tôi là bác sĩ, tôi là cử nhân, à, thạc sĩ, tiến sĩ, mấy ông sư này, mấy ông trình độ cỡ nào mà tôi phải học hỏi mấy ổng. À, khi mà cái tâm mà cống cao ngã mạn nó sanh lên là gì? Nó là cái ngăn che,
à, nó ngăn che cái sự tiến bộ của chính mình đó. Thành ra đó, à, khi mà quý vị mà quỳ xuống quý vị đảnh lễ vị tỳ kheo, vị sa di, thì thật sự ra mấy cái vị tỳ kheo, vị sa di này cũng có phước, mà chính quý vị có phước. Ngược lại đó, cái vị tỳ kheo, vị sa di, mình phải phản tỉnh, mình xem xét lại cái sự tu tập của mình. À, khi được người khác người ta tôn kính, tôn trọng, cung kính như vậy đó, mình xem mình có xứng đáng nhận được cái sự tôn kính đó chưa. Nếu mà mình còn những cái lời nói, những cái hành động thô tháo, chưa tốt đẹp, cái giới hạnh chưa được tinh nghiêm, thì mình phải tự sửa đổi. À, ra đó, à, cái sự tôn trọng, cung kính là cái người thí chủ có phước đó. À, rồi cái gì mà được người khác người ta tôn trọng, cung kính, phải có cái sự ý thức, phải phản tỉnh, phải xem xét và cái hiểu biết của mình. À, rồi cái pháp hành, à, phản tỉnh xem xét lại coi, à, thân nghiệp, khẩu nghiệp của mình, à, cái hoài nghi tế hạnh, à, có đúng chưa. À, thì như vậy đó mới xứng đáng để cho người khác người ta tôn trọng, à, kính lễ. À, thì, à, những người, à, thí vật vừa lòng hằng được vật vừa lòng, người thí vật quý trọng hằng được vật quý trọng, à, người thí vật đẹp hằng được vật đẹp, người thí chỗ quý trọng hằng đi đến nơi quý trọng. Không? Thì ở đây á, à, chúng ta hiểu như cái này là sao. Khi mà quý vị, à, dâng cúng với những cái vật mà tốt đẹp, quý trọng, thì quý vị gieo những cái nhân tốt. Mà những cái nhân tốt thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ cho cái quả tốt. À, mà khi mà chúng ta dâng cúng với cái đồ quý trọng, thì mai mốt cái tài sản nó phát sanh lại những cái đồ cao quý. Còn bây giờ á, mình cho những cái vật tầm thường, à, những cái vật, à, dư thừa, à, dân những cái đồ xấu, thì sao? Thì giống như mình gieo những cái hạt giống, à, nó không có được tốt, à, thì nó cho quả nha, nó cho quả, cái quả cũng vậy, nó méo mó, nó sâu mọt, à, chứ nó không có thể nào mà tròn trịa tốt đẹp. À, cho nên á, là chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi người, à, bố thí cái vật đẹp thì hằng được vật bà đẹp, người thí chỗ quý trọng hằng đi đến nơi quý trọng. À, quý trọng ở đây đó là những cái vật tốt đẹp, thì sao, à, chúng ta đi đến những cái nơi có địa vị, à, có tài sản cao quý. À, quý trọng ở đây là chúng ta có cái tâm mà cung kính, không? À, chúng cái vật thì nó tốt đẹp rồi, à, vật quý rồi, nhưng mà chúng ta dâng cúng với cái sự mà quý trọng cái đối tượng mà thọ nhận sự cúng dường này đó. Nó là cái điều quan trọng. À, cái vật chất nó quý rồi, nhưng mà mình tôn trọng, quý trọng cái đối tượng mà mình cúng dường nữa. À, đó, quý vị thấy rõ cái ông này ổng bố thí. À, bố thí nhưng mà với cái tâm bất thiện. Ông tỳ khưu kia muốn theo ông sinh hoài, bực quá. Thôi quăng mẹ cho ông, khúc cho ông, ăn cho rồi để ông thôi, ông lại nhảy hoài. Thấy không? Đó. Chính
chính vì bố thí với cái sự khinh miệt, với tất cả như quăng bỏ, à, thành ra nhận cái quả sống. À, ở đây chúng ta thấy rõ, để chúng ta trong cái đời sống, mỗi khi mà chúng ta làm những cái thiện sự gì đó, thì chúng ta hiểu biết để tăng trưởng cái phước của mình. À, thay vì mình cầm hộp cơm, mình cầm cái ổ bánh mì, mình cầm chai nước, nói, con cho sư này sư, cho giống như là cho ăn xin ăn mày, thì sao? Thì mai mốt mình cũng nhận được lại những cái vật mà người ta cho, giống như là cho cái người mà nô bọc, cho cái người mà hành khất vậy đó. Thấy không? Còn nếu mà chúng ta cũng một hộp cơm đó, một chai nước đó, chứ không phải là cao sang gì, phải thượng vị gì, thấy không? Nhưng chúng ta dâng với sự tôn trọng, con xin dâng cho sư vật thực với nước uống, mình nói cái lời nó cung kính tôn trọng, rồi mình đảnh lễ thì cũng một hộp cơm đó, một cái chai nước đó thôi, nhưng cái phước nó quý hơn, cao quý hơn, nó thù thắng hơn. Đó, thành ra đó, cái quan trọng không phải là cái vật nó cao quý mà đem đến cái quả tốt đẹp, mà chính vì cái tâm của cái người thí chủ có sự tôn trọng, có sự quý trọng, thành ra cái phước nó sẽ tốt đẹp, thù thắng. Chứ còn mà bây giờ đó, mà dù là vật thực thượng vị, nhưng mà mình ý mình là cái người cao quý, ví dụ trường hợp như các cái ông vua đấy, các ông vua mà khi mà ông dân cúng đến cho các vị tỳ kheo, các vị sa di, không, ông dân cúng với tâm ngã mạn, thì cũng không có được cái sự cao quý. Còn mặc dù cái người mà chiên đà la, những người chiên đà la, những cái người mà tôi tớ của các cái nhà bá hộ, họ rất là khổ sở. Cái phần ăn của họ là buổi trưa là gì? Một miếng bánh cám gạo, hay là hoặc là một miếng cơm cháy. Cái tài sản của họ chỉ có chừng đó thôi. Nhưng khi mà họ dâng cúng đến cho Đức Phật, dâng cúng đến ngày Xá Lợi Phất với cái tâm hết sức cung kính, thì quý vị thấy rằng cái bánh cám gạo là cái gạo mà sai ra rồi đó, rồi người ta mới lấy cái cám rồi người ta rang, ta ép lại thành cái bánh để cho những cái người này đó đem theo để đi, khi mà đi chăn bò đó, đem theo để buổi trưa đó ăn uống nước đỡ, để buổi chiều mới về mới được ăn cơm đó. Hay là hoặc một cái nàng nữa thì là người chủ nhân của nàng ta cho nàng cái miếng cơm cháy, thì nàng mới đem đến ngày dân cúng đến Đức Phật. Nhưng mà dân cúng với cái tâm hoan hỷ cung kính, thì cái phước báo của nó lại là rất là to lớn, đúng không? Còn ông vua ấy, ổng là ông vua cả một đất nước mà dân cúng lần 500 vị tỳ kheo, nhưng mà dân cúng với cái tâm ngã mạn, không có sự tôn trọng, không có cung kính, thì cái phước nó lại thấp kém hơn là cái người chiên đà la. Thành ra ở đây đó, dân cúng vật vừa lòng, hằng được vật vừa lòng, là
mình mong muốn, mình thích những cái gì thì mình cúng cái đó. Dân cúng vật quý trọng, quý trọng ở đây là với cái tâm cung kính, tôn kính cái người thọ nhận thì sẽ được cái phước báo. Đó, quý vị học cái trong pháp cú kinh cũng nói về cái chuyện mà anh nông dân ở trong thôn quê mà anh ra anh thấy cái ông đại bá hộ, mà cái ngày mà bố tát đó, ngày giới đó, ông này ông bỏ ra 8 đồng tiền vàng để ông ăn một cái bữa ăn, mà ông là đại bá hộ mà, cho nên là bữa đó ông ăn là ông làm một cái nhà che chắn, rồi là lấy những cái vật quý rồi đem ra, rồi là tất cả những món ăn là những cái đồ thượng vị không. Thì cái anh mà anh nông dân nè, ở trong thôn quê mà hồi đó giờ coi như ba cái đồ ấy không à, chưa từng thấy, chưa từng ngửi qua những cái thức ăn mà thượng vị. Cho nên mà anh này mới nói với cái người bạn: trời ơi, bây giờ tôi phải có được cái bữa ăn này, tôi không có cái bữa ăn này chắc tôi chết quá. Thì cái ông bá hộ, ông đại bá hộ mới nói là: bây giờ mày muốn có được cái bữa ăn này phải không, mày làm đầy tớ cho tao 2 năm, mày phục vụ làm công việc cho tao suốt 2 năm thì tao sẽ cho mày một bữa ăn như vậy. Anh này ráng nỗ lực với cái tâm tham muốn được cái bữa ăn như vậy, cho nên anh ta ráng sức để làm, cho đến khi mà được bữa ăn rồi đó thì anh ta thấy cái vị Phật độc giác. Trời ơi, làm đầy tớ không công suốt 2 năm trời mới được cái bữa ăn. Bây giờ thấy vị Phật độc giác thì anh này mới suy nghĩ: mình hồi đó giờ mình khổ sở tại vì mình không có bố thí, bây giờ mình xin cúng dường để mình tạo phước. Đó, anh ta mới đem cái vật thực đem đến để cho vị Phật độc giác. Thì vị Phật độc giác ngài chỉ nhận phân nửa cái bữa ăn thôi. Thì anh này anh biết, anh nói thôi bây giờ mình đã bố thí thì bố thí cho nó trọn vẹn, chứ mà bố thí có phần nữa mai mốt phước nó trổ cũng có phần nữa thôi. Cho nên là ảnh mới đảnh lễ ngài, xin ngài hãy từ bi quan hỷ tế độ trọn vẹn cho con. Thì vị Phật độc giác mới nhận hết cái phần ăn mà anh ta cúng dường. Thì sau khi mà nhận rồi đó, vị Phật độc giác trở về núi Himalaya mới chia đến tất cả các vị Phật độc giác. Cho nên anh này những cái công lao khó nhọc anh ta mới có được cái bữa ăn. Anh ta đem dâng cúng rồi, mà dâng cúng với cái tâm cung kính trọn vẹn, hoan hỷ nữa. Thành ra thì cái phước báo của anh ta nó thù thắng trong suốt hàng ngàn kiếp sống, từ thời đó mà cho tới khi mà Đức Phật chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác, thì cái vị này mới tái sanh lại và xuất gia. Thì quý vị biết rằng cái vị này đi tới đâu là có đầy đủ vật thực đến đó, có được người khác quý trọng tôn kính, đúng không? Thành ra đó, bố thí vật vừa lòng hằng được vật vừa lòng, bố thí vật quý trọng hằng được vật quý trọng. Mình có sự tôn kính thì mình gieo cái nhân tốt, chắc chắn là mình sẽ được cái quả tốt, và luôn luôn nhờ cái phước báo nó hỗ trợ chúng ta luôn luôn đi đến nơi an vui đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết chúng ta làm thì chúng ta nên làm với cái lợi ích
nhiều nhất, tốt nhất. Không, tại vì á, khi mà chúng ta làm, đâu phải là ngày nào mình cũng được được làm các cái thiện sự đâu. À, đối với cái những cái người mà bần cùng á, ta bố thí cho họ nhưng mà cũng cũng có sự phải cũng có sự kính trọng họ. Không, mình nghĩ cái người này nghĩ đó, không phải mà nhiều kiếp họ làm ăn xin ăn mại, cũng có những kiếp họ giàu có, nhưng vì cái tâm bỏng sản, cái tâm mà thiếu sự tôn trọng cung kính, cho nên bây giờ họ do cái quả đó, đó họ mới sanh làm như vậy. Thành ra đó, khi mà quý vị mà cho người ta với cái lời nói thân ái tôn trọng, không phải là quý vị tôn trọng cái đối tượng đó, mà chính là quý vị tôn trọng quý vị để quý vị có được cái phước báo nó lớn lao. Không, mình hiểu biết cái luật nhân quả. À, thành ra đó, các vị trưởng lão thường hay nhắc nhân nào quả nấy. À, hả, mà chúng ta gieo những cái chủng tử, những cái hạt giống tốt đẹp tròn đủ thì chúng ta nhận được cái quả tốt đẹp tròn đủ. Còn nếu mà chúng ta gieo những hạt giống méo mó, à, khiếm khuyết, thì mai mốt chúng ta cũng nhận lại những cái quả nó cũng không có tròn trịa gì, nó méo mó, nó khiếm khuyết, à, đủ thứ hết. Đó, thành ra à, chúng ta biết như vậy để trong đời sống đối với à, bất cứ à, người nào chúng ta cũng phải à, khi mà chúng ta có dịp làm thì chúng ta phải làm đem đến cái lợi ích à, tốt đẹp nhất, cái quả to lớn nhất. À, thì, à, với cái ý nghĩa của cái bài này thì xin cũng à, xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Và với phước báo thì kính cầu mong chư công đức trưởng lão à, pháp thể ca ngang, và kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử à, nhiều sức khỏe an vui. À, cầu mong chư thiên quan hỷ với à, các cái thiện sự, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Khai giá. Dạ, nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng cho chúng ta bài học rất là ý nghĩa hôm nay. Và bây giờ tới phần câu hỏi và vấn đáp. À, xin quý vị có thể giơ bàn tay xinh đẹp để có thể hỏi trực tiếp tới sư. Dạ, thưa Nguyên Như, thấy anh sư Huynh Lý đã giơ tay hồi nãy giờ, không biết là anh mắc kẹt cái bàn tay ở trển hay là anh muốn giơ tay từ hồi nãy tới giờ. Dạ, Nguyên Như xin mời anh Lý ạ. Rồi Ca Bình ơi, vậy xin mời Ca Bình lên nha. Rồi anh Lý bị kẹt tay rồi. Sa thú. Nam mô Buddha, dạ, Nam mô Tam, dạ, Nam mô Sangha, dạ. Dạ, con kính đánh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đánh lễ quý sư và con kính chào đạo tràng. Dạ, kính thưa ngài, thì qua bài học này con nhận thấy là chúng con cần phải kính trọng đánh lễ quý sư và để mà diệt ngã mạn và hành xả thí để mà được đem diệt cái tánh bỏng sản. Vậy ngoài hai cái đó ra, chúng con còn có thể hành những cái pháp gì để mà diệt cái ngã mạn và diệt cái tánh bỏng sản không ngài? Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Thì khi mà chúng ta thực hành
cái sự mà bố thí nó chỉ là một phần thôi. Tại vì bố thí nó có nhiều cách lắm, chứ không phải là chỉ đem những cái vật dụng ra cho là bố thí. Bố thí đây nó có những cái ý nghĩa, ví dụ như là bây giờ mình có thể bố thí bằng vật chất, bố thí bằng cái công sức. Bây giờ mình không có điều kiện về vật chất, nhưng chúng ta thấy rằng ở chùa có những cái cuộc lễ, mình có thể đóng góp về cái công sức quét dọn, là sơn phết gì đó, mình cũng có thể mình góp công vô. Hoặc là mình có thể chia sẻ về cái hiểu biết Phật pháp chẳng hạn. Hoặc là những cái người đó họ đang buồn rầu phiền não, mình biết, mình dùng những cái lời mình sắp, mình hướng dẫn, mình chỉ giúp cho người ta để người ta vượt qua được những cái phiền não, ưu phiền ở trong cái nội tâm. Thì những cách đó nó cũng là bố thí, chứ không phải là chỉ bố thí bằng vật chất không. Thành ra đó, cái vấn đề mà mở rộng cái tâm đó, thì nó bằng nhiều cách, chứ không phải là chỉ chờ chừng nào tôi trúng số, chừng nào tôi lãnh lương, tôi có tiền rồi tôi mới đi chùa, tôi mới cúng dường, tôi mới bố thí. Không phải. Chúng ta có thể bố thí bằng nhiều cách, tùy theo trường hợp, tùy theo điều kiện của mình để mình làm. Thì khi mà mình làm như vậy đó, là gì? Mình dẹp bỏ cái tâm bỏng sẻn, dính mắt. Mình làm để tập cái lòng mở rộng ra với mọi người, với bàn tay mở rộng, giống thấy mình chờ tới người ta xin, người ta gian này mình mới cho. Khi mà mình thấy người ta, mình biết cái người đó đang cần, mình sẵn sàng mình giúp. Biết người ta đang khát nước, khỏi cần hỏi người ta, thấy người ta đi trời nắng nhễ mồ hôi nhễ nhại, mình biết là người ta khát nước rồi, mình múc ca nước mình cho người ta. Đó, nó cũng rất là quý, phải không? Chứ không phải đợi người ta cầu khấn gian này, giống như cái ông mà chủ vườn mía đó, cái vị tỳ kheo này khát nước quá mà lên tiếng mà xin ông cũng không cho đó. Ông ăn ông thưởng thức một mình ông thôi. Đến chừng mà vị này lên tiếng nhiều lần gian này, ông ta mới quăng cho khúc mía. Đó, thành ra đó, chúng ta tập thực hành với cái lòng từ, chúng ta cho để cho người khác vượt qua những cái sự khổ đau hành hạ của đói khát, của phiền não. Đó, thì khi mà chúng ta thực hành cái công hạnh bố thí, nó có nhiều cách, chứ không phải là chỉ đem những cái vật dụng ra mà cho. Rồi, chúng ta thực hành cái hạnh khiêm tốn, khiêm nhường. Quý vị thấy trong đời sống có nhiều lúc người ta coi thường những cái đứa bé đó, những cái người trẻ tuổi, thường người ta coi thường. Nhưng mà với cái người mà khiêm tốn, chúng ta không có coi thường ai hết. Mặc dù cái đứa bé nó cũng có những cái hay, những cái tốt đẹp, những cái đứa bé mà nó có trí tuệ nha, mặc dù nó còn nhỏ nhưng mà nó nói những cái câu rất là sâu xa, rất là thâm thúy, đáng cho mình học hỏi. Chứ không phải mày nói ôi mày đồ con nít biết gì mày đặt nói. Thành ra khi mà chúng ta có cái tâm mà cống cao ngã mạn khinh thường vậy đó, chúng ta không có học hỏi được những cái gì
từ từ cái những cái đứa bé. Rồi ở dưới những cái người mà nghèo khổ, không, trong xã hội họ không có địa vị, không có bằng cấp, nhưng mà sao trong cái đời sống họ cũng có những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm sống nó rất là hay, rất là quý báu. Nếu mà qua cái hình tướng bên ngoài, qua những cái bằng cấp đồ ở bên ngoài là mình khinh khi những cái người này, thì chúng ta cũng không có buổi chúng ta học hỏi được những cái kinh nghiệm trong đời sống. Ví dụ như trong cái lĩnh vực nghề nghiệp, mặc dù mình có tiền, mình là người chỉ huy, mình làm ông cai ông thầu chẳng hạn, nhưng mà đứng trên này mình đâu có thấy hết được những cái vướng mắc hay những cái khó khăn của cái công việc đâu. Mà chính những cái anh phụ hồ, những anh thợ hồ, ảnh trực tiếp, ảnh trộn hồ, ảnh xây, ảnh làm đó, ảnh mới biết. Thì nhiều khi đó mình gần gũi những người này để mình học hỏi những cái kinh nghiệm tốt đẹp đó, thì chúng ta sẽ tránh được những cái thất bại, những cái thiệt hại đó. Cho nên á, là cái hạnh của cái người khiêm tốn á, là chúng ta lắng nghe, rồi chúng ta suy xét để chúng ta nhận thấy những cái điều hay, những cái điều tốt đẹp ở xung quanh mình. Hay là nếu mà chúng ta mở lòng ra, chúng ta muốn tìm hiểu hiểu pháp, thì sự thật ra tất cả xung quanh chúng ta là pháp bảo mà tại vì mình không muốn học. Nắng mưa lạnh nóng, thời tiết thay đổi, lòng người vui buồn, được mất hơn thua, tất cả nó đều là pháp hết. Mà khi mà chúng ta muốn tìm hiểu Phật pháp, không phải là chỉ học ở trong kinh điển không, mà chúng ta học ở tất cả xung quanh chúng ta, ở tất cả những cái môi trường xung quanh chúng ta, từ giao tiếp, rồi từ cái đối đãi, từ mỗi một vấn đề, nó sẽ cho chúng ta một bài học. Nếu mà chúng ta mở tâm ra, muốn tìm hiểu, muốn hiểu biết, thì chúng ta sẽ học được tất cả. Nhờ có khiêm tốn học hỏi thì sao, thì cái kinh nghiệm sống của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp, cái trí tuệ của chúng ta càng ngày càng được nâng cao. Thì đó là những cái điều mà hết sức là quý báu, không? Còn nếu mà chúng ta cống cao ngã mạn thì sao? Chúng ta tự khóa chặt, tự dứt bỏ những cái bài học ở xung quanh chúng ta. Thì cũng xin giải đáp cái câu hỏi của anh chú Cảnh Sĩ Nam, là chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Và con xin kính chào Đạo Tràng. Thưa Sư, con có một cái câu hỏi, cái câu chuyện ngạ quỷ đó. Thưa Sư, cái ngài tỳ kheo đó, khi theo con biết đó, thì tỳ kheo không có bao giờ mà van xin những cái gì mà sau cái câu chuyện đó là ngài tỳ kheo nó van xin để lấy một khúc mía. Theo con nghĩ nếu mà những gì tỳ kheo chẳng thà họ
thà họ đối kháng, họ cũng sẽ đi nơi chỗ khác mà họ cắt được, chứ họ không cần. Tại vì họ làm như vậy á, nhiều lúc á, họ tạo cái ác nghiệp cho cái người đó. Nếu mà họ không có cái tâm bỏng sẻn, cái tâm keo kiết á, họ không làm á, thì tạo ra cái ác nghiệp nặng cho cái người thí chủ đó. Con nghĩ mình là người tu, là người tỳ kheo, thì mình đâu có muốn, có thể mình, nếu mà mình thấy mình đứng mà thấy di chỉ thí chủ đó không có quan hỷ cúng dường, thì con nghĩ đa số những vị tỳ kheo thì họ sẽ đi khác. Chứ họ họ mà đứng họ văn sinh mà gặp cái vị thí chủ đó họ không có quan hỷ, họ làm vậy thì họ tạo những cái ác nghiệp phiền khổ cho cái vị thí chủ đó. Con cũng thắc mắc về cái điều đó, mong sư quan hỷ giải thích cho con cái điều đó. Dạ con cảm ơn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Thì thật sự ra đó, ở đời ta nói sao? Khóc nhục, rên hàng, gian sinh yếu đuối. Nhưng mà đó, quý vị biết rằng có những cái lúc đó, bây giờ gặp cái hoàn cảnh mà cái vị này mà đang khát nước quá mà không có cái điều kiện nào để giải cái cơn khát. Mình biết là gian sinh là nó nhục lắm chứ, phải không? Nhưng mà bây giờ á, cái trường hợp mất bát dĩa, trường hợp bất đắc dĩ quá, bây giờ làm sao bây giờ? Thì thôi, thà là hèn yếu, bây giờ mình sinh có hại gì đâu, mình cũng đâu có phạm giới gì đâu, không? Để mình vượt qua cái sự khổ này, thì giữa cái sự khổ hành hạ của cái cơn khát và cái sự mà sinh á, mình chấp nhận cái nào? Có đôi lúc là mình cắn răng mình chịu đựng, mình không sinh, nhưng mà mình chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Không phải mình cái tính cách là mình kham nhẫn chịu đựng mà do mình cống cao ngã mạn, đau chết nhất định không có sinh ai hết, không có quỳ lụy ai. Thành ra đó, ở đây mình phải hiểu, có những lúc nó mình phải phải sinh, tại vì bây giờ mình mà giờ nếu mình không nói lên mà không sinh thì sao người ta biết? Bây giờ mình đang bị sốt rét, nó hành hạ quá, bây giờ gặp một người đó nói ví dụ cô chú có thể mà mua giúp bố thí cho sư viên thuốc sốt rét được đó. Thì khi mà chúng ta cần cái thật sự là bây giờ cái nhu cầu của cơ thể là nó đang cần để mình vượt qua những cái ốm đau bệnh tật này, thì mình xin người ta cũng phải là nhục, cũng phải là hèn, thấy không? Nhưng mà mình cống cao các bạn, kệ bà sốt rét hành chết chứ ai cho là cho, chứ còn nhất định không lên tiếng mà xin. Thì cái sự mà chịu đựng này á, là với cái tâm mà cống cao ngã mạn. Thật sự ra cái kinh nghiệm cho cuộc đời mà khi mà đi tu, hồi mà sư còn ở vua xuất gia còn ở ngoài đời là sư không bao giờ cầu cảnh ai, không bao giờ nhờ giả ai, không bao giờ xin xỏ ai vậy. Khi mà đi tu rồi thì hồi đó là ngài hòa thượng lâu lâu hàng ngày thỉnh thoảng ngài hay đi bát. Thì bữa đó ngài đi bát về,
thì sư mới lên, sư mới lấy những cái đồ mà ngài đi bát nó đem xuống nhà bếp. Thì ngài mới nói là mình đi bát á, nó có lợi ích gì lắm. À, thứ nhất á, là mình đi để cho những người nghèo đó, họ không có điều kiện họ tới chùa, mình đi cho họ gieo duyên, đi với cái tâm tế độ. À, cái thứ hai á, là mình đi bát á, để mình diệt trừ cái tâm ngã mạn. À, thành ra đó, bữa đó cái bữa mà trong cái cuộc đời tu, những ngày mà đầu tiên hết mà sư đi bát đó, à, sư mới thấy được cái tâm ngã mạn của mình. À, tại sao biết không? Mình đi tu, mình mới vừa đi ra thì bắt đầu mình đâu cần phải mà đi xin xỏ ai, ở chùa mình cũng có cơm ăn mà. À, rồi mình mới bị thử thách nha. Thì đi ngang qua một cái quán đó, mới sáng mà nó nhậu rồi, nó nhậu rồi, cái mình đi ngang qua thôi chứ mình có cũng không có ngừng lại đứng lại để mà xin nữa. À, nó ngồi quán nó chửi à, mày mà tu hành gì, à, tụi mày ấy là núp bóng Phật rồi ăn này kia nọ chứ quay mà tu hành gì, thấy không? Đó, thành ra đó lúc đó mày thấy à, mình đi để mình diệt trừ cái tầm cống cao ngã mạn, mình chịu đựng những cái lời chê trách phỉ báng của thế gian, à, để mình thử cái tâm mình. À, thành ra đó, rồi khi mà có những người họ rất là nghèo khổ, họ dâng cúng một củ khoai, à, một cái bắp, một cái bánh, à, mình thấy những cái lòng mà cái tính tâm của họ, từ đó mình ráng cố gắng để mình tu tập. Không, thành ra mình đi để mình thấy được những cái đáng quý, đáng trọng, và mình cũng diệt trừ được cái tâm mà cống cao ngã mạn của chính bản thân mình. Đó, thành ra đó, trong cái thực hành mà cái hạnh mà đi bát trì bình thất thực, là nó cũng rất là có nhiều cái bài học, nó rất là hay. À, rồi từ đó mà có một thời gian mình tập cái hạnh mà ăn trong quán, tức là cái bữa đó, sáng mình mở bát từ cổng chùa đi ra, mình sẽ cái tác ý của mình là đi từ cái đoạn đường này đến cái đoạn đường này. À, ví dụ như mình đi từ cái ngã tư này nè, đi đến cái đoạn kia, ngã tư đường kia là xong. Bây giờ có cũng về, không có cũng về. À, đó, rồi trong bát khi mà nhận được sự cúng dường bố thí, cái gì thì ăn cái đấy. À, có bữa thì ăn bánh, có bữa thì ăn khoai, có bữa ăn bắp, à, có bữa người ta để mì gói thì về nấu mì gói ăn. À, có cái gì ăn ấy. À, để gì? Để mình tập cái hạnh mà chấp nhận tri túc. À, thì khi mà mình rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào mình sống cũng được. À, có vật thực gì ăn vật thực đó, à, không chê không ghen, à, có cái gì dùng cái ấy. À, thì đó là cái mà chúng ta nỗ lực thực hành để tập cái hạnh tri túc và diệt trừ cái tâm cống cao ngã mạn. À, thành ra đó, trong cái bài mà Đức Phật dạy cái vị tỳ khu phải luôn luôn mà suy tưởng, bây giờ phẩm mạo ta khác hơn kẻ thế,
việc nào của vị sa môn phải làm cho tròn. À, sống nuôi mạng nhờ người khác. À, cho nên á, ngày đêm hằng qua mau lẹ, ta đã chứng đắc các pháp của bậc thượng nhân hay chưa? À, mình phản tỉnh, mình xem xét để mình ráng cố gắng, mình nỗ lực tu hành, mình thọ dụng cái sự cúng dường của thí chủ có xứng đáng chưa? À, người ta tính đối với Tam Bảo, à, đối với các bậc thánh mà người ta cúng dường cho mình, à, mình thọ dụng cái vật dụng này có xứng đáng chưa? Mình từng phản tỉnh, mình xem xét lại, à, để mà mình càng cố gắng nỗ lực, à, học tập thực hành và diệt trừ cái tâm mà cống cao ngã mạn, à, thì cái đó là nó đem đến cái lợi ích cho cái đời sống tu tập mình. À, bây giờ mình bệnh quá, mình cần phải sinh thì mình sinh, thấy không? À, chứ mình không có sinh những cái vật mà nó ngoài cái cần thiết của mình. À, bây giờ mình khát nước, mình xin ra ly nước. À, nếu mà người ta không cho, à, hay là hoặc người ta gây khó dễ, à, mà bây giờ đó, ngoài cái chỗ đó ra không có cái chỗ nào khác. À, nếu mà nó có cái sông cái suối thì mình khỏi cần xin, mình đến cái sông cái suối mình uống cũng được rồi, cần gì mình phải gian sinh người ta, không? Cho nên là ở cái trường hợp này đó, thì mình cũng phải thông cảm, tức là cái vị tỳ khưu này gì quá khác rồi, mà nếu mà không có lên tiếng gian này, à, thì bị cái cơn khát nó hoành hành, nó bức bách. À, thành ra chúng ta cũng phải hiểu, à, có những cái trường hợp ngoại lệ, à, chứ chúng ta đừng nên mà chấp cứng nhắc quá thì nó không có tốt. À, xin giải đáp cái thắc mắc của Chánh Hạnh. À, chúc Chánh Hạnh nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Thưa sư có giảng về cái bài này, con thấy khi mà mình làm phước với sư thì mình phải, con nghe trong kinh nói là phải có trọn đủ tam tư thì cái phước nó được trọn vẹn hơn. Vậy con kính xin sư giảng rộng hơn về tam tư cho chúng con được rõ, thì để sau này tụi con có làm việc thiện thì nó trọn vẹn hơn ạ. Dạ, con kính tri ân sư, con xin giao mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. À, quý vị biết rằng cái gì nó cũng vậy. À, ví dụ một cái máy mà nó vận hành, nó cũng phải có nhiều những cái điều kiện hỗ trợ. À, có những cái nhông nó cùng nhau nó vận hành, rồi các điều kiện nó phải trơn tru tốt đẹp thì cái cỗ máy nó mới vận hành một cách suôn sẻ. Thì trong cái vấn đề mà bố thí cũng vậy. À, chúng ta nói về cái khía cạnh là cúng dường và cái sự cung kính thôi. Nhưng mà nếu mà nó đầy đủ thì nó phải tròn cái tâm tư. Và cái tâm tư này đó thì sư cũng thỉnh thoảng trong room thì sư cũng hay nhắc nhở nhiều lắm. Tại cô Hà mới vào sinh hoạt sau này, thành ra trong cái giai đoạn này thì giảng về ngạ quỷ sự thì sư ít nhắc, chứ hôm lúc trước đó thì sư cũng hay nhắc lắm.
Tức là chúng ta làm những cái thiện sự, chúng ta cũng phải đầy đủ tâm tư. Tức là trước khi làm, trong khi làm, đang khi làm, hoặc là sau khi làm. Đó. Đừng nói gì khi mà quý vị mà vào room nghe pháp thôi, là quý vị cũng có sự sắp đặt rồi chứ. Tối nay đi làm về hay là sáng, cái điều kiện thời gian đó mình sắp xếp, để đến giờ đó là mình sẽ chuẩn bị máy móc, mình mở room lên để mình nghe, phải không? Quý vị phải có cái sự suy tính sắp đặt trước khi, trước cái giờ mà room mở. Rồi khi mà bắt đầu các cái vị mà phụ trách mở room thì quý vị vô, vô rồi quý vị chú tâm lắng nghe. Bây giờ những cái việc gì khác đó nó không quá quan trọng, không quá cần thiết thì mình để qua bên. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Thì khi mà chúng ta có cái tác ý như vậy đó, chúng ta mới có cái sự chú tâm, thì cái sự nghe pháp của mình nó mới được trọn vẹn, không? Chứ còn mà bây giờ nghe mà bắt chạy lại nấu nồi canh, nấu nồi cơm, coi nồi cá, rồi chạy qua chạy lại, thì cái sự mà nghe pháp của chúng ta đó ngay trong cái đời sống hiện tại nó không có được trọn vẹn. Bây giờ làm công việc thì cũng không trọn vẹn công việc, mà nghe pháp thì cũng không có trọn vẹn nghe pháp. Mà thành ra đó, nghe ù ù cà cà, hồi nghe hồi không, hồi nhớ hồi quên. Thành ra đó, nó không có cái lợi ích nào thiết thực và đầy đủ. Cho nên đó, khi mà chúng ta dân cúng, đang lúc chúng ta làm đó, chúng ta phải dẹp hết, suy nghĩ cái gì ba cái chuyện con tính gì ở nhà kệ nó, bây giờ mình đang làm phước này, nhớ rằng đang làm phước, cái đó gọi là tư hiện, tức là chúng ta biết. Và cái phước báo này đó, mình làm để tạo nhân tạo duyên, để diệt trừ những cái phiền não trong nội tâm. Thì khi mình biết như vậy là mình tư hiện nó một cách đúng đắn trọn vẹn. Rồi đó, sau khi làm đi về, cái thời gian mà rảnh rỗi, mình ngồi mình rỉ rả, mình uống trà, hoặc là mình ngồi mình nhớ lại, hồi sáng này, hồi trưa này, mình đi chùa mình làm những cái chuyện này những này, xa thú quá, mình làm được cái phước này tốt đẹp quá, trong đời sống mình gieo những cái chủng tử này lắm, thì tư tiền mình đã có cái tác ý trước khi làm, tư hiện là mình đang làm, và tư hậu là mình nhớ lại cái việc thiện lành mình làm, mình hoan hỷ. Thì đầy đủ ba cái này đó gọi là tam tư. Và khi mình làm tròn đủ như vậy đó, thì cái tâm đại thiện, thọ hỷ, thì nó sẽ cho cái quả nó rất là mạnh. Mà nếu mà vô trợ mà hợp trí nữa đó, thì nó rất là cao quý. Chính vì những cái nhân lành này ấy, khi mà chúng ta tái sanh lời đó, là nó đầy đủ ba cái nhân, là đầy đủ tam nhân, thì cái người này mới có khả năng học hành tiến bộ, có khả năng chứng đắc thiền định, hoặc là đạt đến những cái thánh hữu học. Thành ra chúng ta làm tùy theo
cái căn cơ trình độ của mình. À, khi mà những người sơ cơ mình làm yêu cầu biết hoan hỷ với cái thiện sự của mình, rồi mình có cái sự cung kính đối với cái đối tượng mà mình dâng cúng. Hai cái đó, nếu mà xa hơn, chi tiết rộng hơn, thì phải hai ngoài cái biết đó mình phải đầy đủ tam tư. Những cái vật dụng này phát sanh lên do công sức, do tài sản của mình một cách hợp pháp, rồi mình phải có sự suy tính trước khi làm. Trong khi làm thì phải có đầy đủ trí tuệ, hiểu biết, cung kính, rồi có cái sự hiểu biết là đây là làm cái thiện sự này để gieo trồng những chủng tử tốt đẹp trong ngày vị lai, để đi đến cái nơi giải thoát, để giảm thiểu diệt trừ những cái phiền não. Chứ không phải mình hoan hỷ đây là tôi làm này để mai mốt tôi sanh về cõi trời, mai mốt tôi sanh vô dòng hoàng tộc làm vua, làm chúa, làm hoàng hậu luôn, để hưởng cái tài sản ở thế gian. Mà mình mong là cái thiện sự này để diệt trừ những cái tham chấp bỏng sẻn, để giải thoát, để diệt trừ tất cả phiền não, để giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cái đó là mới là cái mục đích. Rồi sau khi làm mình hoan hỷ với cái thiện sự thì nó tròn đủ như vậy, thì coi như là cái quả nó rất là tốt đẹp, thù thắng. Xin giải đáp cái thắc mắc. Nam mô Bụt Thầy. Chúc quý vị nhiều vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin một lần nữa thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải cho chúng con bài học của ngày hôm nay, cũng như giải đáp hết tất cả thắc mắc của chư vị. Dạ, con thấy thời gian bây giờ cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể từ bi hoan hỷ thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối ngày hôm nay. Dạ, con xin dâng đức lại cho sư ạ. Vavatu sabba mangalang ratkhantu sabba devata sabba buddha nufavena sada sauti favantu te. Vavatu sabba mangalang ratkhantu sabba devata sabba dhamma nufavena sada sauti favantu te. Vavatu sabba mangalang Rakhang tu sabba devata sabba sangha nufavena sada sauti. Và hoàng tu tê tất cả phước báo hằng có đến xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú xà thú xà thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông, dạ thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử lắng lòng thanh tịnh cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ, đề qua tà sanh ti quy ha si ni thủ bề kha rê bồ thi kha rê tà hình tà hình ta tham ma da ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha man cha na qua ca cha phin ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sam pa na pu ta su khi ta pha văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma va rang pa tin cha te bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang
tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra chà bùng ga la sang khô hô tu sa mắc rô. Qua an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng ga tu san thầm mô. Sam bê bi thầm ma cha ri nô gô thân sam ba bù nây ya ma thầm ma ri yam ba quê. Đệ tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta dù y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta dù y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta dù ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á ngà gác tề cà lệ. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ tư. Ngày mai là chúng ta sẽ lại ôn những cái bài mà Thầy Kinh Milanda đã dạy cho chúng ta về vi diệu pháp. Ngày mai chúng ta sẽ ôn lại cái phần mà gọi là phần chân đế. Nếu mà có thời giờ thì chúng ta sẽ ôn tiếp phần tâm. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính tay chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.